nổ tại cảng Thiên Tân khiến ít nhất 116 người thiệt mạng, 60 người mất tích và hơn 700 người khác bị thương. Các hóa chất độc hại vẫn đang tồn tại ở mức độ nguy hiểm trong nguồn nước và trong không khí ở gần hiện trường vụ việc. Thậm chí tại địa điểm cách tâm vụ nổ tới 6 km, trong mấy ngày trở lại đây, người ta còn chứng kiến hiện tượng cá chết hàng loạt nổi trắng mặt sông. Mấy ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ những bức ảnh cho thấy cảnh cá chết hàng loạt trên sông Hải Hà, nơi cách hiện trường vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân khoảng 6 km. Họ không khỏi lo ngại rằng chất độc từ vụ nổ đang gây ô nhiễm nguồn nước toàn thành phố và có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Còn đây là cảnh tượng được ghi lại trên dòng sông Hải Hà, được trình chiếu trên các đài truyền hình Trung Quốc. Hàng nghìn con cá chết nổi đầy trên mặt sông, mùi hôi thối tỏa ra xung quanh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, bất chấp những mối lo ngại từ phía dân chúng, nhà chức trách nước này khẳng định hiện tượng cá chết trắng sông trên là hết sức bình thường, không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi đã lấy mẫu nước ở những nơi cá chết và đem về trung tâm quản lý môi trường của thành phố để phân tích. Và sau 3 thử nghiệm, chúng tôi đã không tìm thấy chất cyanua trong các mẫu nước. Kết quả kiểm định cho thấy lượng cyanua trong nhiều mẫu nước tại 8 địa điểm ở Thiên Tân đã vượt ngưỡng an toàn. Thậm chí có nơi hàm lượng chất độc cao gấp 365 lần so với giới hạn cho phép. Chính quyền thành phố cho biết nguồn nước bị ô nhiễm nằm trong vùng cảnh báo xung quanh vụ nổ. Họ cũng khẳng định chất lượng nước và không khí bên ngoài khu vực vẫn trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, những lời cam kết của các nhà chức trách vẫn không khiến nhiều người dân sống ở khu vực bớt lo lắng về hệ quả lâu dài.